90% cha mẹ sai lầm khi trị bệnh chảm sữa cho con. Một trong những lý do hàng đầu khiến chảm sữa ở bé mãi không khỏi và thường xuyên tái đi tái lại là do chính những sai lầm thường gặp của cha mẹ trong quá trình điều trị cho con. 90% trẻ bị chảm sữa không được điều trị đúng cách. Nuôi con luôn là một trải nghiệm đầy bỡ ngỡ trong cuộc đời của mỗi người làm cha làm mẹ. Khi con khỏe mạnh, có lẽ mọi chuyện sẽ êm đềm. Nhưng khi con ốm, con đau thì sai lầm hay sơ sót là điều không tránh khỏi. Quan trọng sau mỗi lần đó, những người cha, người mẹ sẽ có thêm cho mình những bài học đáng nhớ để dần hoàn thiện bản thân. Theo thống kê, tại Việt Nam có tới 90% cha mẹ đang mắc phải những sai lầm trong việc điều trị bệnh ngoài da cho bé, điển hình là bệnh lý chảm sữa. Những sai lầm này vô tình đã khiến tình trạng bệnh lý thêm nặng, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và sự phát triển của bé. Trong một số trường hợp còn gây nên những biến chứng nặng nề khiến cha mẹ không khỏi ân hận. Để ngăn ngừa những điều không hay có thể xảy ra, cha mẹ hãy đọc ngay xem bản thân đã mắc phải những sai lầm nào trong quá trình điều trị chảm sữa cho con nhé. 1. Lạm dụng kem bôi có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Vì thiếu hiểu biết nên không ít mẹ Việt Nam đang lạm dụng kem bôi có chứa corticoid để điều trị bệnh chảm sữa cho bé trong một thời gian dài mà không chú ý hoặc không quan tâm tới thành phần của sản phẩm. Corticoid là một chất kháng viêm và chống dị ứng mạnh, nhưng chỉ nên sử dụng trong một thời gian ngắn khi có chỉ dẫn từ bác sĩ. Nếu lạm dụng corticoid khi da bé đang có tổn thương, vỡ mụn sẽ gây ức chế hệ miễn dịch, từ đó làm tăng khả năng bị nhiễm trùng. Sử dụng trong một thời gian dài có thể gây teo da, sạm da hoặc suy tuyến thượng thận khiến trẻ chậm phát triển. 2. Tắm cho bé bằng các loại lá tắm dân gian. Theo các bác sĩ khoa nhi, điều trị chảm sữa là điều trị triệu chứng như viêm đỏ da, ngứa ngáy, cho nên các phương pháp điều trị bắt buộc phải đảm bảo yêu cầu kháng khuẩn, kháng viêm, dịu da, giảm ngứa và dưỡng ẩm nếu khô da. Trong khi đó, các loại lá tắm tự nhiên lại không chứa những tác dụng này vì những lý do sau. Thứ nhất, khi đun nấu, quá trình chiết các hoạt chất từ trong lá vào nước. Dưới tác động của nhiệt độ, các hoạt chất có trong lá tắm có thể biến tính hoặc được chiết ra các hoạt chất với một lượng không đủ để đem lại tác dụng trị viêm, giảm ngứa. Thứ hai, lá tắm có lẫn tạp chất, hóa chất, bụi bẩn, tản dư thuốc bảo vệ thực vật, gây kích ứng da bé. Thứ ba, lá tắm thậm chí không chứa hoạt chất có tác dụng chống viêm, giảm ngứa. Thứ tư, bệnh chàm gây khô da bé, nhưng trong lá tắm lại không chứa chất dưỡng ẩm nên không đem lại hiệu quả. Do đó, cha mẹ nên gạt bỏ quan niệm, hễ còn mắc bệnh ngoài da là sử dụng lá tắm để tránh xảy ra những tác hại khôn lường cho bé. 3. Điều trị thiếu hiểu biết. Chảm sữa là bệnh lý có diễn biến phức tạp khi trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Ở mỗi giai đoạn, khi sử dụng thuốc cần sử dụng hợp lý, có sự phối kết hợp phù hợp. Tuy nhiên, cha mẹ lại chỉ dập khuôn theo một phương pháp hoặc hễ ai mách thuốc gì là sử dụng, khiến bệnh tình của bé ngày càng nặng hơn. 4. Sử dụng thuốc không đúng bệnh hoặc sai hướng dẫn sử dụng. Đây là sai lầm rất nhiều cha mẹ mắc phải mà không biết. Dù thuốc có tốt đến đâu mà sử dụng sai cách cũng sẽ không đem lại hiệu quả. 5. Không sử dụng kem dưỡng ẩm cho bé. Đặc trưng của chàm sữa là gây khô da. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ không hề biết điều này nên đã bỏ qua kem dưỡng ẩm khiến da bé khô nứt nẻ, làm các thuốc kết hợp sử dụng không đem lại hiệu quả. 6. Tâm lý nôn nóng. Một trong những sai lầm đặc trưng của cha mẹ chính là tâm lý nôn nóng. Vẫn biết rằng con bị bệnh, mẹ nào không xót xa. Tuy nhiên, chính vì tâm lý không vững vàng nên khi bệnh tái phát hoặc sử dụng thuốc vài hôm thấy đỡ, nên cha mẹ đã tùy tiện thay đổi thuốc khi chưa dùng hết liều lượng được kê. Hệ quả là bé gặp phải tình trạng nhờn thuốc hoặc bệnh tái đi tái lại nhiều lần. 7. Không giữ vệ sinh vùng chàm. Vệ sinh vùng da bị chàm không đúng cách, dùng nước không sạch, thơm hôn má bé, dùng tay bẩn chạm vào, không đeo bao tay cho bé là những nguyên nhân khiến chảm sữa ở bé thêm nặng, da bé thêm khô, tổ chức liên kết lỏng lẻo khiến tác nhân gây bệnh dễ dàng xâm nhập, thậm chí có thể gây bội nhiễm, nhiễm trùng ở giai đoạn mụn nước, rỉ dịch. Muốn con nhanh khỏi chảm sữa, cha mẹ nên làm theo cách này. Để chảm sữa không gây ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ, mỗi cha mẹ nên trang bị cho mình những kiến thức kỹ càng về bệnh để phòng tránh cũng như biện pháp xử lý kịp thời. Tin vui cho các bậc cha mẹ, hiện nay trên thị trường đã xuất hiện dòng sản phẩm bột tắm từ thảo dược giúp điều trị triệt để các giai đoạn của bệnh chàm, an toàn tuyệt đối và không gây tác dụng phụ. Điển hình là bột tắm trẻ em Nhân Hưng có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, dịu da, giảm ngứa nên điều trị khỏi nhanh các triệu chứng của bệnh chàm sữa. Bột tắm được kết hợp với thuốc của các bác sĩ sẽ tăng hiệu quả lên gấp nhiều lần,
mẹ kiên trì sử dụng 3 đến 5 ngày, tình trạng chàm sữa ở trẻ sẽ nhanh chóng biến mất. Bên cạnh đó, cha mẹ tuyệt đối không điều trị cho con theo những sai lầm ở trên. Điều trị đúng phương pháp là yếu tố quyết định đến kết quả chữa chàm sữa cho trẻ, bảo vệ làn da của con yêu luôn khỏe mạnh.